Ngày 19 tháng 9, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 6 Cố Hòa Thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. Đến dự có đại diện các ban ngành cùng Chư Tôn Đức và đông đảo bà con Phật tử trong tỉnh. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức, môn đồ Pháp Quyến đã ôn lại cuộc đời, đạo nghiệp của Cố Hòa Thượng Danh Nhưỡng. Ngài là vị giáo phẩm cấp cao của giáo hội, uyên thâm Phật học và thế học, từng lãnh đạo hàng vạn sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer tham gia các phong trào thi đua yêu nước và dành cả cuộc đời cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cố Hòa Thượng cũng hết lòng quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ. Ghi nhận những đóng góp của Cố Hòa Thượng Danh Nhưỡng đối với sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và xây dựng giáo hội. Năm 2011, Chính phủ nước Cộng hòa Myanmar và Hội đồng Tăng giả Myanmar đã phong tước hiệu Tối Thượng Chiếu Quang Chính Pháp Sư. Đặc biệt, Cố Hòa Thượng được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, Huân chương Kháng chiến hạng ba, kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết và nhiều phần thưởng cao quý khác.